Đang chờ để lên sân khấu hát. Tối hôm nay thay vì hát đến 11 giờ thì chương trình sẽ kéo dài đến 12 giờ. Và nếu mà quý vị còn ở lại đây, cô Thái nói chuyện với thành phố rồi cho đến 5 giờ sáng rồi thì không sao hết. Thành phố là quý vị có ngồi ở lại đây không ạ? Yeah. Ồ dạ, chị chơi hết. Tuổi cao mà chị chơi hết. Cảm ơn anh Mai Vũng Tàu có mặt ở đây nha, là chủ nhân của Extreme Air cũng như là chơi của xã và gia đình. Cảm ơn anh Chí Lâm cũng như là Kẹo Đắng là cộng hòa gì vô xa báo đỏ đẹp quá luôn. Cảm ơn chị Helen, cảm ơn anh Quốc của phía bên trường nhà Blue, cảm ơn anh Steve Phó, cảm ơn anh Khải Đào YouTuber và cảm ơn tất cả quý vị các bạn hôm nay. Cảm ơn Sáu Ẩn nha, lát nữa Sáu Ẩn phải lên sân khấu để mà hát cho mọi người nghe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì lại với Silo ôm cho nó nhẹ nhàng nha. Handicap anh bị handicap quá nhiều cái máy rồi chà chà hơi cao luôn. Quý vị cho nhạc sĩ Phúc Thảo, nhạc sĩ Ngọc Văn Thu Thoa và chồng có tay quý vị. Cùng nhau
hát theo câu tiếng thánh vô cùng. Tôi sống hát đến mình vàng buồn. Rồi mùa xa bước cũng qua mau, lời hẹn thề anh nhớ dài lâu. Dù chiều áo trắng phai màu, em vào sáng pháo bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu thế Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Giáo đường dấu yêu tiếng thanh bài xưa và đêm tối nhớ qua đi thôi sao hát ai buồn tiếng thanh vui. Đêm thanh vô cùng lạnh giá thưởng thức cho một phẩm phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Băng, người nhạc sĩ mà yêu nghệ sang nhảy.